Kawasaki Ninja ZX10R 2018 Unexpected Titanium Version of Vietnam, the price of 549 million. This morning, March 2, 2018 at the Kawasaki Max Moto Saigon dealership on Pham Hung Street, District 8, Ho Chi Minh City, the first titanium ZX10R 2018 titanium and the only one in the Vietnam market to come, the present moment. Previously, Max Moto Saigon also appeared the special Ninja ZX10R White Titanium. See more details Ninja ZX10R White Titanium. As such, in the Vietnamese market there are full of the latest color version of Ninja ZX10R 2018 including, Blue Green KRT Lime Green, ZX10R Titan remains the same design and specifications, only color, and stamp set, along with Moto Saigon detailing images and clips of the Ninja ZX10R 2018 Titanium. Specifications Kawasaki Ninja ZX10R 2018 Titan, DOHC 4-cylinder engine in straight line, 16 valves, cylinder capacity 998 cubic centimeters, cooled by liquid, maximum power 207 HP at 13,000 RPM tour front wheel size 120/70 ZR17M/C, 58W, rear wheel 190/55 ZR17M/C, 75W, front fork up down 43mm cruise, rear monoshock advanced integrated BFRC technology, Moto Saigon.VN, 2 330mm disc brakes, Brembo M50 winners, seat height 835mm, vehicle weight with ABS is 206kg, fuel tank capacity of 17 liters, SUT MTCHNH SOC. Các bạn đây chính là Moto Saigon.vn. Hiện tại mình đang có mặt tại showroom Max Moto trên đường Phạm Hùng. Và đây hôm nay showroom đặc biệt là có cái con Kawasaki Ninja ZX10R. Đây là phiên bản màu mới nhất 2018, cũng là độc nhất luôn, đó là màu Titan. Titan kết hợp Titan ở trên với lại màu sơn đen nhám ở nửa thân dưới. Thì theo Max Moto chia sẻ, đây là con đầu tiên là độc nhất tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Xe vừa về tức thì thôi cũng đã có chủ sở hữu rồi. Giờ Moto Saigon sẽ đi cận cảnh chi tiết để các bạn xem cái phiên bản màu mới này nó có gì khác biệt. Thì giá cái con ZX10R màu Titan này vẫn không thay đổi so với cái ZX10 đang bán ở tại cửa hàng là 549 triệu. Đã bao gồm VT, chiêu phí, trước bạ và biển số. Ngoại hình nó tương tự, nó chỉ khác về cái màu sơn thôi. Các bạn thấy đây, nó là màu Titan rất là đẹp, nó ánh lên nó nhìn rất là độc đáo, nhìn cái xe nó cứng. Còn phía dưới đây nó là kết hợp tem giả Titan với lại màu đen. Đây phiên bản màu 2018 mới nhất luôn, 2018 mới nhất luôn. Tương tự với cái con KRT màu lam riêng 2018. Các bạn thấy là có số chi tiết khác biệt nè. Cái bình dầu phụ Showa này nó cũng được màu Titan luôn. Rất là đẹp, heo Rambo ha, tăng chỉnh. Thì ZX10 cái bản Titan này nó vẫn tương tự với cái con ZX10 hiện tại. Đó là có công suất 207 mã lực. Dung tích bình xăng vẫn 17 lít, chiều cao nguyên xe 835mm, tương đối khá cao. Trọng lượng 206kg. Trước đây Moto Saigon cũng đã có đưa chi tiết cái con màu trắng Titan. Là phía trên nó màu trắng ngà rất là đẹp. Nhưng mà phía dưới đây cái phần đen này nó là màu Titan, còn cái bản này nó là đặc biệt ở chỗ là ở trên nó màu Titan, dưới là màu đen. Giá vẫn 549 triệu.
so với phiên bản hiện tại. Đây là phiên bản châu Âu, hàng nhập châu Âu đàng hoàng. Vừa về đã có chủ nhân rước ngay, chuẩn bị chuyển cho khách hàng. Rồi rất may mắn là mình ra kịp thời để ghi lại hình ảnh chi tiết cái màu titan độc nhất này. Giờ mình bật thử đồng hồ cho các bạn xem. Đồng hồ vẫn tương tự, không có gì khác biệt. Phía trên là phòng tour ha. Phía dưới là đồng hồ LCD hiển thị cấp số, codo vân vân. Khi anh cùng công tắc thì cũng có đá pha này. Để chọn menu pha code xi nhan lab lên chọn thì mình chạy track. Ở đây nó có cả trợ lực của Olin, cái này có sẵn luôn của Olin, một một chiếc sofa. Đây à, mình muốn tắt bình tải, tắt mở động cơ ở đầu. Đây tay thắng của Rambo hay xịn luôn, dầu dầu của hàng Rambo. Còn thân màu titan nhìn rất là cứng cáp. Lớp sau là có thứ 190, 195 giờ 17. Đây là lớp của Wisdom ABS phía sau mặt định. Cạnh cái màu titan, ánh kim loại lên nữa đây. Lấy do thiết chế cũng tương tự bản tiêu chuẩn hiện tại, không gì khác biệt, chỉ khác về màu sắc thôi. Phần lớn đây là học lấy gió, rồi đèn led thì bật lên. Đi ban đêm một chiều là nhận ra biết giờ 10 rồi. Xi nhan thì cứ bật ra hơi cứng. Màu 2018 nó còn có màu KRT lam green. Màu lam green nó giống cái con màu xanh của con Ninja 400 bên đây như vậy. Ninja 400 này lam green thì cũng đã về rất là nhiều rồi, cũng đã bán hết. Rồi đây cái con titan này độc nhất luôn, độc nhất ở Việt Nam tại thời điểm hiện tại. Vừa rồi mình đã đi chi tiết về coi cận cảnh cái con Kawasaki Ninja ZX10R 2018 màu titan đầu tiên là độc nhất Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại. Xe đang có mặt tại showroom Max Moto trên đường Phạm Hùng. Ok, xin cảm ơn các bạn.